cúng thất bại buồn ghê. Đúng, giờ tưởng nó giọt á. Cái cà pháo. Về tới nhà rồi, Quyên soạn ra nè. Hôm nay đi chợ mua được nhiêu đây nè cả nhà, thịt á. Rồi có cái lòng với lại cái này là dồi trường nữa. Rồi thôi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nha. Rửa rái đồ lên cho nó sạch sẽ. Rau nè, rau á là Quyên đã dọn hết rồi. Bây giờ là không còn rau nữa. Nên là hồi sáng mình có mua một mớ với lại hái một ít cải gỗ nữa là đủ rồi. Cũng lâu lắm rồi mình mới mua rau vậy nè. Chứ bữa gài mình trồng á đâu có mua đâu. Con mua miếng đùi với miếng ba gọi. Đem ra ngoài sau đi. Cho ba củ hành vô. Ba giáp cá của mình mới ăn xong. Quá chừng giáp cá luôn, đợt đó Quyên trồng nhiều dữ lắm luôn á. Rồi nó nhiều quá đi. Lâu lâu mình mới ăn rau sống vậy nè. Cái rồi. Rau nhà đây hả? Rau nhà hả? Không có, cái này con mua. Đợt rồi con tổng này nè. Chứ rồi mình trồng cao cũng như vậy luôn. Mà không người ăn. Bởi trồng mà không có ăn nhiều. Rồi chiếc này là mua nè. Rau rác rồi mình mới thu hoạch hết luôn rồi. Ăn qua đợt trồng lại. Để con hái mới cây gỗ mẹ. Ừ. Hái cây gỗ vô cái xong rồi là làm nước chấm là thịt nó chín rồi cả nhà. Mình ăn luôn. Cái món này rất là đơn giản. Hôm nay cũng thiếu đồ dữ lắm. Không có cà pháo mẹ. Sao cà pháo ngoài chợ nay không có. Có luôn, đi mấy chỗ luôn không có chỗ nào có chứ. Cà pháo làm như cũng có lúc. Dạ. Ê, cây cà pháo mình ngoài đi á. Gác ra ngoài ăn kiếm rồi. Cha ông mê cà pháo lắm. Cà pháo ngoài đìa có một cây đó thiếu mày ăn. Cà pháo nhà này còn mua cà pháo ký. Cây cà pháo đó có mấy trái à? Mấy trái à? Chút xíu à. Cái phần đất bên đây Quyên đang xử lý để trồng trở lại. Mấy cái cây quế mình hôm bữa mình đã cắt ngang giờ đang lên tược lẹ ghê. Cây gỗ có bông rồi. Có mấy cây có bông quá chừng luôn nè cả nhà. Mấy cây có bông này. Cái bông mình ăn cũng được mà phải không? Chắc mai mốt mình phải dọn luôn cái luống này quá. Thấy nó giờ nó cũng khô cằn rồi nè. Đây cây gỗ rồi nè. Để đây. Luôn. Rồi, như đây
Buổi trưa mấy bông người giờ Nguyên nó nở nè. Thấy thương thiệt á. Đẹp quá ha. Tí tô nhà mình nè mẹ. Trứng mốt. Như hả? Dạ. Hôm nay Quyên thử làm bún ép nha. Mình mua 1 kg bún sợi to này nè. Mình luộc lên vậy ha, dài dạo. Rồi sau đó mình sẽ vớt ra. Chuẩn bị 1 cái gỗ. Lót ở dưới đây là miếng lá chuối. Vớt bún ra. Mình phả phả ra cho nó đều. Đây mình lót 1 tờ lá chuối lên nữa. Không biết thành công không ta. Đậy cái nắp lên. Rồi, giờ đè nha cả nhà. Để kiếm cái gì cái mình đè gì nè. Kiếm đã đời không có gì đậy á. Nguyên lấy mấy cái tọ mình đậy vậy luôn luôn. Cho thêm tấm hớt lên luôn. Vậy đi. Rồi. Ok. Mình sẽ đâm 1 miếng nước mắm tỏi ớt. Đường. Nước mắm. Thêm miếng nước ấm với lại tắt là xong nha cả nhà. Cái phần nước chấm này Quyên làm cho mẹ với anh hai. Cái này hoàn toàn không có ớt. Mình sẽ chiên đậu hũ. Cho dầu vô. Mỗi lần thì Quyên cắt miếng dài. Hôm nay mình cắt khúc. Dầu sôi cho hết đậu hũ vô luôn. Đây là cái hộp thịt quấn quấn vậy nè. Hôm qua cái chị ở chỗ bán bánh xèo cho mình nè cả nhà. Có mấy cái viên viên nè, chị kêu về chiên lửa nhỏ thì mình chiên luôn nha. Lần nào mình đi ăn bánh xèo mình cũng thấy chị làm mấy cái viên này nè. Mình chiên lửa rất là nhỏ luôn á. Mà mình cảm thấy là nó khét khét cả nhà ơi. Nó có mùi của gia vị á. Mình nghĩ là nó có hậu ngọt. Mà vậy sao nhiều dầu quá à? Chiên ở ngoài chảo này đi. Chảo này nhiều dầu quá. Cho 1 miếng dầu để mình cháy mắm tôm. Hành phi thơm rồi mình sẽ cho mắm tôm vô. Cho đường vô. Mình cháy vậy cho mắm tôm nó chín luôn. Đây là cái phần ớt. Đâm điên riêng vậy nè. Chứ làm ớt chung cay á, bữa gà anh hai Quyên bị bên bao tử. Thôi cỡ vậy chắc được rồi cả nhà. Chiên nổi là thành bóng đêm luôn á. Giờ mình sẽ khui hàng nha. Thành công không đây? Sao còn nóng quá vậy? Nóng hổi à. Nó gòi gòi sao cả nhà. Nó gòi quá. Hơi không thành công rồi.
Cái này nó hơi gời gời à. Kỳ quá cả nhà ơi, không thành công rồi. Cái này nó bở quá à. Nó bở rồi. Nó gời gạt quá. Phần thịt nãy giờ Quyên để hầm á, nó cũng đã chín mềm rồi, mình vớt ra. Dọn ra. Bên đây thì cho đậu hũ vô. Bên đây thì mình sẽ xắt thịt. Rồi, cái miếng ba gọi quá ngon luôn. Trời ơi, nay mình xắt cái miếng nào miếng nấy á, nó bự đã ghê luôn. Để con tô vậy đi. Cho thêm vài miếng khóm lên. Xong rồi giờ mình chuẩn bị ăn cả nhà. Làm sáng giờ. Con nghe dạ dạ để chứ chút gọn nè. Trời ơi, quá là hấp dẫn luôn. Đã quá ha. Dạ. Cái sốt này là con chưa có để ớt nha cha. Sợ cay hả? Sợ cay hay ăn không được á. Con để chén ớt riêng ngoài á. Bây giờ trưa ngày hôm nay mình ăn bún đậu mắm tôm nha. Hai cho con làm xong mình nè. Lâu rồi không ăn lại nữa nè, chắc ngon rồi nha. Chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Rồi, mời cả nhà. Giờ nặng chanh vô giờ ấy đi cha. Anh em thử coi. Anh em thử coi, em có pha rồi. Nhưng mà nếu mà thiếu chanh á thì hãy hẹn. Rồi hả? Đúng rồi. Đây là nước mắm làm sẵn, không có ớt gì hết á. Yeah. Rất thơm luôn. Để đi. Mời mời cả nhà nha. Dạ. Dùng miếng thịt trước đây. Mình cuốn được rồi. Giờ cứ tập cuốn luôn nha. Ê, vui quá. Nè, ai ăn ớt thì để vô. Dạ. Cha thì ăn phải con tí ớt cho nó hơi the the mới được. Rồi vậy đừng gấp bún nhiều nữa. Từ, từ. Khó cuốn lắm. Khó cuốn. Cái bún này á là con định làm bún ép. Mà cuối cùng nó thất bại rồi nè. Mỗi bún sao mỗi bữa chán hả? Bún cộng to mà em ép lại thành miếng. Được không Quân? À, à để cho kiểu vuông vuông vậy. Dạ. Rồi, mời cả nhà dùng với gia đình mình nha. Vậy con cuốn hai đầu con cuốn rồi nha. Muốn bún ép này phải phải lực lắm á. Nó mới chặt được Quân ơi. Thì bởi em ép có ba cái tổ với cái tấm thớt à. Ừ. Cái nó bời bời quá. Mà bữa nay bún đậu tao không có cục gì lão quá nhé. Cái cục này hôm qua của cái chị Cổ Bánh Xèo á nha. Dạ. Chị cho. Chị cho ha. Thử đi. Ăn bún tôm mà ăn với nước chấm này thấy cũng không hợp lý lắm. Thêm thiếu thiếu không? Nó lạ lạ phải không? Ừ. Nó giống như gỏi cuốn hơn á. Phải họ đổ ở bên ấy nè, cắm thử. Anh làm hai cái đi. Ừ. Bún tôm này em cũng nấu lại chín à. Và kê vô coi. Mà cái nhà. Đang cái bụng luôn. Ngon quá. Giống mấy đứa trẻ mặn hơn. Mẹ theo khẩu vị à. Ừ. Nè đây có cái thử mình lâu lâu mình thử cái nước mắm. Nước mắm ớt. Rồi rất thơm. Bỏ đi quên. Cái vụ cục cục đó hồi Út đựng gói vô. Cái cục cục này gói nó gớt, Út gấp riêng Út ăn á. Nó cứ tắt vô được. Hồi nãy cha thử không cuốn, bây giờ cứ cuốn còn nó mà chắc cái cuốn dập nó ngon hơn, nó đủ cuốn nó ngon hơn. Rau này nữa. Ừ. Mà đây cuốn còn gọn hơn thấy không? Mà trưa mình đúng. Ăn món này hợp lý quá ha. Ừ. Ừ. Cha còn cà pháo đi, Nguyên chuẩn bị nè. Cà pháo nhà trồng. Cà pháo nhà trồng. Rồi sáng rau ấy mua tính làm chua mà không có. Cái cà pháo. Ngon không? Miếng thịt ba gọi ngon ha. Ừ, miếng thịt xúc sắc luôn. Rất là dễ dàng luôn rồi. Chưa làm gì được.
ngon chứ được thì ngon. Ừ, mẹ này chắc hơi bự nè, chà chúng ý chà chà chắc hơi mỏng nữa. Mỏng hả chà? Ờ. Dễ cuốn à. Cái này mình cắn riêng mình khỏi cuốn, sắc mình cắn riêng. Ngon quá, để chà 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 gót một phít bia. Cái này mà uống với bia là ngon hết kìa. Đúng rồi. Bớ dài á, chuẩn bị vô mùa mưa, rất là hầm luôn. Trời hầm mà rất là khó chịu luôn á. Mà không khí cái nhiệt độ nó cao nữa rồi cái. Rồi, con mời cha luôn. Rồi. Đây, mời cả nhà nha. Rồi, mời cả nhà luôn. À, quá đã. Cắt đã có nãy chưa thử ra. Nè, này phèo non chưa? Phèo non nè. Sáng cha cũng có bắt lại. Có bắn không? Bắn không cha? Có chứ, phèo phải bắt chứ. Ừ, con tưởng nó phèo non mình khỏi làm chứ. Đâu có, mình phải kìm mà về mình kiểm tra lại con. Dạ. Có nhiều khi nó thuốc thuốc là dạ. Chớ sạch. Ừ. Lâu rồi nhà mình mới ăn lại phèo nè. Với lại giò trường. Giò trường đợt này mua nhỏ gọn. Có đợt này, có đợt nào mua cái nó lớn quá bự. Dạ. Đợt bự càng mắc. Đúng không? Đợt đó mình mua cái nó mắc lắm á. Ừ. Hay là sao không biết. Cô ơi, hay mấy cái giò trường bữa mới ăn bự dữ nè. Bự chắc cái 3 lần. Ừ. Thứ cục tròn tròn này. Em không biết cái cục đó là cục gì luôn á. Chưa. Hình như là giò trường càng bự mình ăn càng giòn á. Cái giòn nó bự là dạ. Có cái con là heo đái đó nó đã nó dạ. Có con nó có già đó. Dạ. Thôi miếng giò trường đi. Được, cái giò trường nó giòn lắm. Giòn không? Giòn chưa? Ừ. Mẹ ơi. Mẹ thử đi mẹ. Thôi thôi giờ tường không ăn. Thôi. Vậy con thử miếng ruột non. Không đắng nha. Đâu khẩu đó hả? Không đắng. Tắt cái cà pháo nhà trồng ha. Cà pháo nhà trồng giòn quá hết cha. Há một liền mà. Ngọt giòn á. Có ăn miếng giò trường thì giò trường thường nó giòn, còn phèo thì hơi dai. Bún thất bại buồn quá. Lẽ ra nó vô cục cục anh biết không nè? Nó ép rồi. Hình vuông như vậy. Đúng rồi. Ít bữa anh hai làm thử nè, xem là thất bại buồn quá luôn á. Em hồi sáng ép bằng gì? Hồi sáng là em luộc lên, xong rồi em để trong gỗ, lấy lá chuối đậy lại, xong rồi để ba cái tổ, rồi để một tấm hớt. Vậy chắc cái tấm thớt không đủ phải không ép đúng không? Như nào không có đủ, có đủ lực không? Có đủ lực đúng, không có đủ lực. Ừ. Nó làm lưng chừng bây giờ nó dính không dính mà nó là lỡ rồi đầu hưởng phèo ra. Còn là không có đắng phải không? Không đắng. Cái này một bên rồi nó có cái nhầm cái cũng đắng cái bà luôn. Ăn đi, nãy giờ đói rồi. Hồi sáng hai cha con đi ăn bún bò Huế nè. Ăn bún bò Huế. Hồi sáng này mình ăn bún bò Huế cha. Ít bữa mình làm bún bò Huế ăn cha. Bún bò. Chiếc này con xạ lại thêm luống rau muống đó cái ạ. Rồi cái mình làm bún bò Huế ăn. Nè, Quyên thích gói mà một nửa bánh tráng vậy thôi. Không có gói nhiều. Có cái loại bánh tráng mà nó nhỏ luôn. Dạ nè. Chứ vuông vuông mà cục lắm. Nó mặn mặn không? Không có mặn. Ừ. Nó gọn vừa cuốn. Gọn miếng bánh tráng đó thì hơi to. Em thích một nửa vậy là gói vừa hả? Chứ còn nguyên cái thì hơi bự. Để thử coi miếng nước chấm này. Chấm thêm miếng tắc nữa. Chấm thử ăn coi. Sáng định mua cà pháo về làm mấy hả? Về bắp chua hả? Ngắm hả? Mà ra chợ có bán. Hình như là con hỏi cửa ba năm sáu sạp luôn á, không có sạp nào bán nữa. Cần có đang sống luôn hả? À, đúng rồi. Em mua cái ông sáu ăn sống ăn cái giòn giòn. À, ăn thử miếng thịt à. Mà cả nhà. Được.
Tổ bún kia nó dính thằng không? Hai cũng vậy. Tổ bún này con không có làm, con để riêng. Bời rời. Cái này khó gấp, cái bời rời. Khó gấp. Bời rời khó hơn. Bời rời phải lấy cái muỗng múc mới được. Buồn quá. Con gấp nó có cái này nè. Nó bị vậy cái cắt cục hết trơn luôn, bởi khó gấp á. Nãy cắt ra thành cục vuông vuông ép tròn á. Chủ quán bánh xèo là chị mua á chị. Tặng con đi không? Dạ. Được tặng. Mà cái này là chay hả mặn? Cái đó là con thấy giống như có thịt heo hay sao? Chào dạ. Mặn á. Ông món, món mặn hay cho mày món chay không? Mẹ thử cho mẹ. Mẹ thử mẹ. Để chay. Cái thịt heo mà tao quất mỡ chài đó. Mỡ chài là gì chứ? Mỡ chài của heo luôn. Ừ. Tao quán người ta đang để cái chưa này chắc người ta làm chỗ để mà quán bán thịt nướng nè, cơm rồi nè. Thịt bún bò nướng đâu nè. Tao nướng để bán bún mà ngon hơn. Thịt nướng ngon lắm. Ăn ngon. Có hậu ngọt chứ. Nó tôm. Tôm tôm mà có nó béo béo. Là coi như kiểu như cái thịt nướng á. Ngon. Vậy là tốt gia vị vừa ăn. Ai nhẹ mẹ, hồi mình ăn bánh xèo á, con thấy bà á quấn bằng cái mỡ trắng trắng ở bên ngoài. Là mỡ chài của heo. Mỡ chài, mỡ nhà. Mỡ chài. Mỡ chài của mỡ heo. Còn đâu biết. Mỡ chài, là mỡ đó đó. Thử gấp đi. Thử gấp. Hôm nay chị Hai đi làm rồi. Bố anh bé bệnh hay nghỉ vài bữa, rồi giờ chị Hai đi làm lại nữa. Ngày đầu chị đi làm lại thì em bé chưa quen lắm. Bởi vì mình cũng phải chăm em. Mời cha. Vô. Vô. Nãy nói lộn mày. Hồi sáng còn ăn bún riêu mà chứ đâu phải bún bò. Đấy. Nãy nói lộn. Hai cái đó lộn hoài à. Bún riêu chứ mà bún bò. Cha tính sửa lại, nói con là sao con ngại chứ sáng ăn bún riêu. Bún riêu cái này. Hồi sáng con ăn bún riêu là ý là con muốn là trồng rau muống để ăn với bún riêu cha. Đúng không? Rau muống không? Rau muống bún riêu. Không cha có trồng với mấy một bằng gà đó ra nó mổ uống rẻ trần không được bùng lên gãi á. Đậu hũ là chiên giòn thì mới ngon được. Ăn giòn không? Giòn. Nè, con gấp hẹo luôn ăn. Gấp hẹo. Gấp hẹo luôn. Trang nuôi chấm là không chút xíu. Hết rồi đó. Cục cục cho nó. Ủa rồi phải cắt nhỏ nhỏ. Ừ. Thêm bún vô rồi trang vô với rau rồi. Ở vậy cho cái lò tượng nó mắc hơn phèo, mắc hơn kia là phải, tại nó giòn. Mà với con heo đó đâu phải con heo nào cũng có lò tượng đâu. Ủa? Không kìa. Lò tượng là con heo nái. Con nái mới có. Ủa? Không biết. Thịt đúng. Ủa? Heo tơi rồi cũng đâu có. Ủa? Heo chưa đẻ cũng không có, mà con heo đẻ rồi mới có lò tượng. Ủa? Thì ra là vậy. Bún. Thời bún thất bại buồn ghê. Gấp thêm bún đi không? Vậy nên bữa thêm để nên cục đá nữa. Chấm thơm không đủ rồi để thêm cục đá nữa cho nặng. Cái coi đá của mình nội chút nữa nè. Nếu muốn dặn thì mốc ra chế rồi cái này làm có tấm đa đâu, đỡ lấy cục xi măng đó, đổ một cái cục đó nó nặng bao nhiêu ký thì nặng bao nhiêu ký thì lấy cái cối cái đo cối đá mình có đó. Cối đá đam men của bà nội còn. Con nghĩ là cái cối đá được á. Cối đá nặng lắm á. Lấy cối
mà nãy em sợ để cối đá nó bể cái gỗ mũ. Ý con có ép lần sao nè chi? Là nó vô một cục gì nè cha. Nó dính lại. Cho tàn hình lại cho nó nén lại, nó dẻ lại. Nó trơn dính nguyên một khối luôn à. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi mình cắt ra gì? Ngon không? Ăn cục tròn này Quyên. Cục tròn cố chị cho nè. Để em thử rồi. Những cục thịt nướng này là để là ta bán bún thịt nướng nào cơm nè. Mời cả nhà. Cũng thơm á. Lấy cái dao cái kéo cắt bớt rồi. Mà anh nghĩ nếu như cái cục này mà có dài cái hộp tiêu bự bự tiêu nguyên á, tiêu hộp đó, để vô nó sẽ ngon hơn chứ. Đúng không? Nó có cái hộp tiêu mấy đâm cũng được nhưng mà thiếu tiêu. Thiếu tiêu rồi. Ở trong nhiều mỡ lắm. Rồi thịt bầm vô, có gia vị mặn mặn ngọt ngọt. Nó giống như là cái sâu kim tiền, cái sâu mà thịt rồi gói với mỡ bên trong á cả nhà. Giống cái sâu, cái gia vị giống vậy á cha. Mở từ quán bỏ chài vô, thẳng rồi nướng gì, ông cho cái cục thịt nó không khô, nó không cháy. Với ăn có độ béo. Bởi hàng khi bán hồi bỏ quấn đó, quấn mỡ chài vô mỗi cục, mỗi quấn bỏ chài hết. Mẹ của cái chị đó ngồi quấn á. Dạ. Con mẹ thấy hả? Thấy luôn, ngồi ăn bánh xèo thấy mà. Không, mẹ ra ăn bánh xèo đó hai lần mà. Mà thấy hai cái bác cũng hiền quá. Dạ. Rồi bà chị bác bánh xèo đó, bác cũng hiền đó. Nó nhiệt tình. Chị hiền dữ không á. Được con là món của chị. Là món hả? Hôm bữa chị hỏi anh kìa. Hỏi anh với chị hai. Ăn lâu lắm rồi. Hồi nãy gấp miếng thịt đùi ở chỗ này. Ốc thịt á. Nãy cha gấp miếng thịt đùi với cha. Ăn rồi thấy muốn bữa. Trong ít vụ mỡ rồi đó. Cha nhà mình á. Rồi rồi, hai miếng hả? Cho hết ba gọi. Mềm mềm có mỡ đang xen vậy á. Ăn cũng thích ba gọi. Còn từ hồi Quyên nhẩm cân á thì lúc trước mình á, em bé khóc nè, em bé khóc nè. Kể từ cái lúc mà Quyên nhẩm cân á thì mình không có ăn thịt ba gọi nữa, mà là mình chuyển sang ăn thịt đùi. Rồi thịt gà thì cũng là ăn ức nhiều hoặc là đùi, chứ mà không có ăn cái phần mỡ nhiều giống như hồi đó đó cả nhà. Chứ hồi đó con cũng thích ba gọi. Rồi cả nhà ơi, hồi sáng hai cha con có đi chợ thì giờ làm cái món bún đậu mắm tôm ăn thì Nguyên chia sẻ với cả nhà như đó. Thôi tới đây thì gia đình mình cũng xin kết thúc video. Chúc cả nhà có thời gian xem video thư giãn và hẹn gặp mọi người trong những video tới nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bây giờ mình sẽ đi vô với em bé nữa.